Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì đang phải nói rằng là hào hứng với những câu chuyện tình, thì mình kể bạn nghe một câu chuyện về duyên âm. Duyên âm thì nào giờ ai cũng biết rồi, nó là một đề tài mà không có xa lạ gì với những ai mà thích nghe chuyện ma. Đến tận bây giờ, cái trang fanpage của Tân vẫn có nhiều người vô bình luận là mình bị duyên âm, hoặc là gia đình mình có người bị duyên âm, thì làm sao để mình giải quyết vấn đề đó? Thì thực ra mà nói, mỗi người một vấn đề nó khác nhau, duyên âm không phải nó giống nhau. Người ta thường liên tưởng duyên âm đến cái chuyện là nam nữ yêu nhau, chàng trai hoặc cô gái đi ngang mồ mả của ai đó, lỡ nhìn, suy nghĩ hoặc là buông ra cái lời khiếm nhã thì cái vong hồn đó sẽ đi theo mình. Hoặc là nam nữ yêu nhau lúc sinh thời, một trong hai đoạn mệnh mà mất đi, thì từ đó cái người mất á, trở về để mà lôi người sống đi theo, cũng là một dạng của duyên âm. Nhưng mà duyên âm ở đây nó có nhiều cái vấn đề lắm. Đôi khi là mình gặp người âm đã là duyên âm rồi. Thì câu chuyện hôm nay là câu chuyện của bạn Lệ. Tên bạn đầy đủ là Trương Mỹ Lệ, nhưng mà mình gọi với cái tên ngắn thôi, là bạn Lệ. Thì Lệ đó đã từng có một người yêu, nhưng mà anh này đã là năm 18 tuổi á, là đi xà lan cho gia đình hay là làm cái gì đó mà bị tai nạn chết. Thì gia đình an táng được hơn 3 năm. Lệ thì Lệ yêu anh này quá đi, cho nên là ngày nào cũng âu sầu hết. Tuy vẫn hòa nhập với xã hội bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, rồi lâu lâu đi qua nhà bà con, nhưng mà trong lòng cứ u uất hoài, không có thoát ra khỏi được cái sự gọi là nhớ nhung, buồn khổ với lại anh người yêu của mình. Thì gia đình của Lệ hiểu và cũng như là biết được cái tâm lý của con mình. Mối tình đầu mà, mới 18 đôi mươi mà người yêu ra đi vậy sao đành. Nhưng mà thôi, cũng khuyên con mình là cái nhân duyên nó không có, nó không có đủ, thì con đừng có buồn. Thì Lệ cũng thương ba mẹ, thương anh chị em gia đình, biết là tương lai mình còn dài, còn nhiều người nữa để mà mình yêu. Thì Lệ cố gắng mà ngậm đắng vào trong lòng để mà vượt qua những cái nỗi đau của tình cảm. Thì một ngày là Lệ đi qua ra tỉnh để mà học cái môn học nào đó trong cái tỉnh của Lệ. Thì gặp một người bạn là bạn nữ. Thì cái khóa học này là tương đối là giống như là ở các vùng miền người ta tụ về đó để người ta học, giống như một cái cuộc thi vậy đó. Thì Lệ với cái bạn nữ này á, thì lại thân quen với nhau. Thì Lệ là người miền Tây, còn cái bạn nữ đó, đó là người miền Trung, quê ở Quy Nhơn. Thì đi vào đó để mà giao lưu học tập với nhau, thì tự nhiên hai bạn hợp với nhau, hợp giống như là một cái con bạn thân mà nói chuyện nói chung một dòng điện với mình, nó hợp cỡ đó. Thì nghe cái giọng người Quy Nhơn dễ thương nữa, không giống giọng miền mình. Còn cái cô kia người Quy Nhơn thì nghe giọng miền Tây chất phát mà, thấy thích, thấy vui. Hai người mới dẫn nhau giới thiệu thăm thú về cái vùng đất miền Tây đó. Thì thật ra nơi đó cũng không phải là quê của Lệ, chỉ là mình đi lên tỉnh để mình tham dự cái cuộc thi, cái bài học đó thôi. Cho nên là cũng chưa rành lắm về nơi khác, mà nó là vùng miền Tây thì sẽ có những cái đặc trưng của người miền Tây. Thì Lệ mới dẫn cái cô mà người Quy Nhơn đó đi giới thiệu hết những cái món ăn của người miền Tây. Thì mới ngỏ ý là thôi, tao với mày cũng thân thiết nhau, có cái duyên gặp nhau. Mà thầy cô này cũng giúp cho Lệ giống như là vui đó, xả stress, gặp một người bạn mới, một cái không gian mới mà nó hợp. Thì Lệ có dẫn cô này về nhà mình để mà biết được quê hương mình như thế nào, những cái món ăn mà gia đình mình nấu ra làm sao. Người miền Tây hiếu khách mà,
đãi bạn. Thì sau đó là cái cô mà người Quy Nhơn đó, cô phải trở về quê hương mình. Thì Lệ cũng ra Lệ tiễn. Thì khi ra tiễn đó, cô này cô để lại một cái lá thư. Thì giữa tình bạn với nhau thôi, chị em gái với nhau thôi, chứ không phải là tình yêu trai gái hay là tình yêu gì hết. Chỉ là chị em gái gặp nhau rồi mến nhau thôi. Thì Lệ để lại cái lá thư. À, trong đó có địa chỉ, rồi cái cách để mà đi, rồi liên hệ với lại cái cô đó ở Quy Nhơn. Thì sau khi người bạn nó đi về được một thời gian rồi, à đâu đó là khoảng 3 tháng, thì Lệ mới cầm cái lá thư lại đọc. Đọc thì cái tự nhiên mình suy nghĩ là cái vùng đất Quy Nhơn nó vui như thế nào, mà biển nữa chứ, mà con bạn mình nó ngoài đó nó có cái không khí mà nó khác với cái nơi mà u ám mà người yêu mình mất. Cho nên là Lệ mới xin phép gia đình là có một chuyến phiêu lưu ra Quy Nhơn, à coi như là mình đi đổi gió đi. Bao nhiêu năm mình sống ở cái vùng quê mình rồi, bây giờ mình ra biển đi, mình đi một lần cho biết cái nắng cái gió, để mình gặp cái con bạn ngoài đó, cái con mà nó làm cho mình xả stress, rồi biết đâu phương trời mới làm cho mình quên đi những nỗi buồn của năm xưa. Thì gia đình cho phép, tại vì Lệ là một gia đình cũng tương đối có điều kiện. Thật ra thì Lệ nó nói thẳng vậy đó, à, tương đối có điều kiện, người miền Tây à, thẳng thắn lắm. Thì đi. Đi thì đi qua các tỉnh thành vùng miền, nơi nào mà mình dừng lại được, à, mình ở được 1-2 ngày là Lệ ở. Tại vì cũng lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà không biết đường. Đó. Nhưng mà khi đi ra tới Nha Trang, thì biển ở đây thời điểm nó đẹp quá. Thì bạn Lệ cũng xuống ăn uống những cái món ăn đặc sản đó. À, thì ham chơi quá cho nên là tương đối trễ cái ga tàu. Thì mới vô bút ga xe lửa để đi. Nhưng mà thời điểm đó xe lửa của Nha Trang đó, là nó có hai dạng tàu. Một là đi chậm và một là đi nhanh. Đi chậm là mình dừng lại những ga nhỏ dọc đường. Đi nhanh là mình chỉ dừng lại những ga lớn ở những tỉnh thành lớn thôi. Thì cái con tàu mà đi chậm đó, nó sẽ phải dừng lại để nhường cho con tàu đi nhanh nó đi qua. Thì Lệ lại mua cái vé của cái việc là tàu đi chậm. Nhưng mà Lệ không có biết, Lệ không có hiểu cái chuyện đó. Lệ nghĩ là tàu nào cũng như tàu đó, cho nên mới leo mình lên và đi. Thì tàu nó mới chạy được một đoạn, vừa mới chợp mắt chút xíu thôi thì nó đến một cái ga nhỏ. Thì lúc này là bạn Lệ mới nghe một cái thông báo là phải dừng lại ở ga nhỏ, độ đâu khoảng 45 phút vì tàu nó có vấn đề trục trặc. Đồng thời nó phải đợi một cái con tàu lớn khác đi cắt mặt đi qua. Thì lúc này là mọi người đều đổ xuống cái ga nhỏ đó để mà đi ăn, đi vệ sinh. Thì Lệ có xuống. À, nhưng mà lúc mà xuống đó thì chỉ mới có tầm là khoảng 1 giờ sáng thôi. Thì khi mà xuống thì nhìn xung quanh đó, vẫn còn đông người. Thì Lệ mới đi mua đồ ăn trước và đi vệ sinh sau. Thì khi mua đồ ăn xong rồi, à, là cũng gói ghém lại chút đỉnh để mình mang lên tàu. Lỡ có gì thì mình lấy ra mình ăn. Mới đi vô toilet ra. Khi mà vừa bước ra thì thấy khung cảnh nó khác. Nó không giống cái ga tàu lúc ban nãy mà mình thấy. Nhưng mà ngay lập tức trước mặt của Lệ là một cái đoàn người. Không hiểu là giống như là đưa tang, nhưng mà không có quan tài. Hai người đi trước là cầm một cái cây ống tre bự. Đốt đuốc. Người ta gọi là cây đuốc ống tre. Và hai người đó đi phía trước. Phía sau là những người bận áo đen. Khi mà họ đi như vậy đó thì họ kèn trống rất là lớn, nhìn rất là nhiều người xung quanh đi theo. Nhưng mà do lúc đó là trời nhá nhem, một mấy giờ sáng rồi, 1-2 giờ sáng, mà Lệ thì tự nhiên thấy mắt mình tèm nhem. Với kinh nghiệm của Tân, Tân nói cho các bạn nghe, mình lỡ mình đi đâu chơi đến một tỉnh lạ, mà đặc biệt đi ghe ga tàu hay là xe đó, mà mình đi vệ sinh ra đó, mà mình nhìn thấy có cái gì nó lạ lạ
thì mình nhắm mắt lại mình niệm Phật chút đỉnh đi. Còn không mình dòng vô lại. Mình niệm Phật rồi mình mở mắt mình coi có giống hãy đi ra. Bởi vì có những cái không gian cách biệt giữa dương âm đó, mình bước qua thế giới người âm trong tích tắc thôi. Thì lúc này là Lệ mới đi theo mà. Bởi vì lúc này mình không nhận ra được cái quang cảnh của cái ga nữa. Thôi thì mình đi theo cái đoàn kèn trống đó, mình thấy ai mình hỏi. Thì để người ta làm lễ xong là mình hỏi thôi, tại dừng đến 45 phút lận mà. Thì đi theo thấy hai cái người đó đi tới một cái khu đất, là một cái ngôi mộ. Hai người nó mới cắm hai cái đèn tre đó xuống, rồi quỳ lại, những người xung quanh xá cái ngôi mộ đó. Rồi người ta vào, người ta đào, người ta đem cái cổ quan tài lên. Nhưng mà khi mà nại nắp quan tài ra đó, thì người ta nhìn thấy một cái con rắn vàng ở trong đó, mà cổ quan tài lại nối dây tơ hồng. Các bạn biết không, Tân sẽ giải thích cho các bạn về cái hiện tượng này khi kể xong câu chuyện của Lệ. Thì Lệ nhìn thấy lạ quá, nhưng mà người nằm trong quan tài thấy quen quen, là một người đàn ông còn rất là trẻ, nhưng mà nhìn không rõ mặt. Bởi vì nhiều người chen chúc lắm, mà Lệ đứng ở một vị trí tương đối là xa, chỉ đủ nhìn thấy một con rắn vàng nó lượn quanh xác thôi. Và nghe những người ở dưới cái chỗ hòm á, người ta nói là có dây tơ hồng quấn quanh xác chết. Thì nghe đến như vậy đó thì mọi người mới súng lại ồ lên. Thì hai cái người mà đào mộ đó mới cầm cái đuốc để vô coi. Thì khi để vô coi thì cái cổ quan tài với người chết Phật cháy. Thì lửa nó lan trên đất. Cho nên là mọi người toán loạn chạy thì Lệ cũng chạy. Thì Lệ vừa chạy vừa la. Cho đến khi cảm giác có người dịnh mình lại đó, thì mới sực tỉnh ra nhìn. Thì thấy là những cái người đi chung chuyến tàu với mình. Họ mới hỏi là bị gì vậy? Cô bị gì mà tự nhiên cô đi lang thang, cô xém ra ngoài đường lộ đó. Xong rồi cô chạy ngoài từ ngoài đó, cô chạy vô đây mà cô la dữ vậy? Thì cô mới nói rằng là hồi nãy có thấy người ta đi đào mộ. Thì những người xung quanh người ta ngỡ ngàng lắm. Ta nói đây là cái ga. Xung quanh đây đó là đường quốc lộ, đâu có ai đâu mà đi đào mộ. Mà 1-2 giờ sáng ai đào mộ làm gì? Cô qua mắt rồi đó. Với lại thôi, lên tàu đi. Những cái ga nhỏ dọc đường nhiều ma lắm. Thì Lệ nghe đến đây lại cũng ớn lạnh. Bởi vì hình ảnh mình thấy nó thật quá. Thì lúc đó mới lên tàu. Lên tàu thì đợi khoảng đâu là 10 mấy phút nữa là tàu bắt đầu nó chạy. Thì lúc này người cũng thấm mệt rồi các bạn. Khi mà tàu nó chạy được một đổi đó, thì Lệ mới đi tìm một cái chỗ ngồi. Ga nó không phải là tàu xe lửa, nó không giống như là xe đò hay là máy bay. Mình phải ngồi đúng cái vị trí đó. Đôi khi cái toa tàu nó vắng, mình có thể đổi vị trí được. Thì Lệ mới ngồi gần cửa sổ, lót cái cặp lên để mà thiếp đi. Thì trong cái lúc đó không hiểu lý do tại sao mà mình bị choáng váng, mệt dữ lắm. Mắt mình bắt đầu nó mơ hồ, nó không thấy gì. Thì trong sự mơ hồ đó, Lệ thấy có một người đàn ông bận áo lính. Cái người này bận một cái bộ trang phục lính và đội mũ vành. Thì người này ngồi rất là gần vị trí của Lệ, mới hỏi là cô mệt hả? Thì Lệ nói là tôi không thấy đường, tôi choáng váng. Thì ông mới nói rằng là em đừng có ngồi gần cửa sổ. Em ngồi gần cửa sổ đó, mà ban đêm đó, gió nó thổi, nhiều khi trúng gió độc. Em trúng gió em mệt. Em lui xích vô đây một chút xíu đi. Rồi tôi đưa cho em chai dầu. Em xức sau gáy đó, cho nó ấm. Nó hòa với lại cái mồ hôi đó. Nó đẩy cái khí độc đi. Thì ông mới móc trong túi ra một cái chai dầu, ông đưa cho Lệ. Thì khi mà Lệ cầm nó thì Lệ cũng cảm ơn. Tại vì mình choáng rồi, mới xức dầu. Xức một đổi đó là bắt đầu thấy tỉnh ra. Khi mà tỉnh ra thì trả lại chai dầu đó thì mới nhìn thấy cái gương mặt hầm hầm rất đẹp trai. Cái người đàn ông nó làm cái gương mặt vô cùng chín chắn mà cực kỳ đẹp trai. Người quân nhân mà. Thì Lệ nhìn Lệ mê. À, tự nhiên
nhìn cái người đó cảm thấy là người đàn ông mà của cuộc đời mình vậy đó. Mê thì Lệ mới mới mới, mới hỏi thăm người ta. À, anh đi đâu? Anh cũng về Quy Nhơn hả? Anh là người Quy Nhơn hả? Đó thì hỏi vậy. Thì khi mà hỏi cái câu đó đó thì cái anh mới nói với Lệ là tôi không phải, tôi là người ở miền Tây. Tôi đang trên đường để đi ra ngoài đây tôi công tác. Nhưng mà cái ngày mà tôi trở về quê tôi đó thì tôi bị người ở đó giữ lại, mà giữ mấy năm trời rồi. Người ta không có cho tôi trở về lại quê hương. Cho nên nó là bữa nay người ta cho tôi đi thì tôi đi chung với chuyến tàu này. Không mấy tôi với cô làm bạn. À thì Lệ nghe đây Lệ cũng mừng. Lại là người miền Tây nữa mà đúng là giọng người miền Tây. Và Lệ rất là mừng. Lệ nói vậy thì ra đó tôi giới thiệu anh với lại gia đình cô bạn của tôi. Thì mình con gái mà đâu có sổ sàng giả bộ nói là mình đi ra gặp nhỏ bạn nó xinh lắm. À, mình cố tình mình làm cái duyên mai mối cho người bạn mà thật ra là mai mối cho mình. Thì cả đêm hai người hàn huyên tâm sự thì Lệ lại có cảm giác vậy nè. Mình cứ một nửa mơ hồ, một nửa quen quen. Thế cách anh này nói chuyện ấm áp giống như người tình người yêu cũ của mình vậy đó. Nó có cái gì giống lắm. Mà đôi khi có những lúc thoáng qua đó, Lệ nhìn thấy giống như là ảnh ngồi đó vậy đó. Nhưng mà nghĩ rằng là mình đang trên một cái chuyến tàu đi ra Quy Nhơn thì không có thể nào mà vong hồn người yêu mà về đây mà gương mặt cũng đâu giống. Gương mặt đẹp mà. Gương mặt người yêu của Lệ không phải là không đẹp. Nhưng mà cái gương mặt này nó có cái sự khác biệt gần giống thôi. Nó đàn ông hơn, nó chín chắn hơn. Nó dậy dàng sương gió hơn. Mà theo Lệ nói là giống gương mặt của Tân đó. Bạn nhìn có thể mừng tượng ra được chút đỉnh đi. Thì lúc đó là hai người hàn huyên tâm sự. Thì khi ra tới Quy Nhơn rồi thì Lệ thiếp đi Lệ ngủ lúc nào không biết. Thì khi mà tới ga rồi mở mắt ra đó thì không thấy ảnh đâu hết. Trong khi ảnh hứa với mình, ảnh hứa với mình là ảnh sẽ đưa mình đi chung về nhà cô bạn đó, mà sao ảnh đâu, ảnh mất tiêu. Là bị gì sao? Thứ nhất là Lệ không biết đường. Anh này nói là về quê hương công tác. Quê là ở miền Tây, nhưng mà về đơn vị công tác thì Quy Nhơn giống như là quê hương thứ hai vậy đó. Ảnh rất là rành. Vậy mà tự nhiên mở mắt ra đi, không giữ lời hứa gì hết trơn trọi. Nhưng mà khi mà không gặp ảnh á, Lệ tỉnh. Có nghĩa là cảm thấy mình tỉnh táo hơn, mình khỏe hơn. Thì cô Lệ cũng mới xuống cái ga, cũng mới nhìn theo cái địa chỉ cô đi tìm. Thì cũng mới đi về tới được nhà của người bạn đó. Về nhà người bạn đó thì gặp nhau tay bắt mặt mừng vui lắm. Rồi cái người bạn nó cũng chở đi ăn những cái món ăn của Quy Nhơn, cũng giới thiệu về quê hương mình. Đó. Rồi nói trời ơi 3-4 tháng nay mà tôi tưởng bồ không ra gặp tôi nữa chứ. Nay bồ dám vượt từ dưới lên đây là coi như cũng tình cảm mà. Mới dẫn đi coi biển đi chơi này nọ. Rốt cuộc là bữa cơm chiều thì nhà của cô bạn nó cũng tương đối là tốt bụng. À, tại biết là con mình á, hồi xưa ở ngoài Quy Nhơn vô miền Tây là được cô Lệ này cô tiếp. Bây giờ con gái người ta từ miền Tây ra thì mình cũng phải chăm lo như con nhà mình. Người Việt Nam mình được vậy. Được cái tình. Thì ngồi ăn uống nói chuyện cái cô Lệ buột miệng mới nói là đúng ra là ra đây đó là có anh nó dễ thương lắm. Anh cũng là người miền Tây quê tôi đó. Nhưng mà gia đình giữ sao không được về đơn vị công tác ở Quy Nhơn. Anh bận áo nhà binh. Nói chuyện thì cái cô bạn kia hứng thú. Trời ơi trai đẹp vậy mà sao mày không giữ được. Nói, ừ cũng biết nữa. Đó. Thì nói chuyện vòng vòng. Cái kể đến cái câu chuyện mà nửa đêm nhìn thấy người ta đào mộ. Thì rất hên cho Lệ. Ba của cô này là một người thầy cúng. Khi mà ăn cơm nghe đến đoạn đó thì ổng mới nhìn cô Lệ. Ổng nói con đưa cho chú coi thử cái bàn tay của con một cái. Thì coi xong là con đã nắm tay với người âm rồi. Mà người đó đã kết dây tơ hồng với con rồi. Nhưng mà hai đứa đó
âm dương cách biệt. Con đã từng có ai yêu con mà chết chưa? Thì Lệ lúc này lạnh người mới nói dạ có. Con có một người yêu năm 18 tuổi là bị té xà lan chết. Thì ông đó mới nói là cái người này đó bị té xà lan chết nhưng không phải là người làm ở trên cái xà lan đó. Mà đúng là một người lính đã từng đóng đơn vị đâu đó ngoài Quy Nhơn. Cũng thường xuyên đi dọc đường về thăm con đúng không? Thì Lệ mới sực nhớ ra. Mới nhớ ra được người yêu của mình cũng từng là lính. Cũng sương gió dặm trường. Cũng đã từng đóng quân ở Quy Nhơn mà trở về. Sau đó mới đi xà lan làm cái gì đó. Mới tai nạn chết. Thì tự nhiên cái sự liên kết bắt đầu nó có nha bạn. Thì Lệ mới trải lòng nhiều hơn. Mới nói với lại ba của người bạn đó. Là con thấy ảnh có nhiều nét giống người yêu cũ của con. Nhưng mà gương mặt sao không giống. Thì cái người ba đó, đó mới nói là làm sao giống được. Họ chết nhiều năm rồi. Nếu mà họ xuất hiện những cái gương mặt y như cái người bạn trai của con thì con biết ngay mà con sợ. Cho nên họ xuất hiện với một gương mặt khác. Mà theo chú nghĩ đó, ở dưới quê gia đình bạn trai của con đang làm lễ cải táng. Có nghĩa là thường là người chết sau 3 năm mấy bạn. Và trải thêm một số năm nữa thì người ta sẽ làm một cái lễ cải táng. Có nghĩa là mình dời mộ đó. Thì lễ này đầu tiên là mình phải chọn giờ để mà mình trình lên với lại ông bà tổ tiên. Ngày hôm sau ra chỗ mộ phần của người chết đó, mình phải làm cái lễ cúng thổ công đức ở cái vùng đó. Rồi mình bắt đầu mới đào mộ lên. Bạn nghe qua cái túc này thì bạn sẽ hiểu tại sao ma quỷ tồn tại nhiều ở dưới quê. Thì khi mà đào lên như vậy đó, mà thấy hòm nó mục, nó rửa, mà nó hư, nó cũ rồi, thì lập tức lấy cái cốt ra, bỏ vô một cái chum, đậy kín lại, không cho ánh sáng mặt trời xuyên qua được. Còn nếu như mà nhà giàu đó, thì người ta sử dụng cái bình nó có hoa văn, nó đẹp, nó xịn hơn. Rồi sau đó là người ta mới đem đi qua một cái vùng đất khác, được gọi là cát địa, tức là dùng đất tốt để mà người ta hạ huyệt cái bình nó xuống. Còn riêng cái quan tài mục đó, thì một, nếu như mà theo nhân gian mà nhà bạn có người bị tức ngực về đêm thì mình để nó ở dưới cái chân giường, mình hơ nó thì sẽ trị cái tức ngực. Còn không đó là mình đem cái gỗ mục đó mình làm chuồng bò, chuồng lợn, chuồng heo gì đó để cho tránh những cái bệnh nấm chân. Đó là lý do tại sao mà nhiều khi những cái tục cải táng không đúng á, người ta đem cái dáng hòm đó người ta đóng vô. Mình về quê mình đi ngang mấy cái chuồng trâu, chuồng bò, mình thấy bóng người đứng là vậy đó. Là vì người ta cải táng không đúng. Bởi vì cải táng á, là phải có những nguyên do như sau. Một là cây cối trồng ở trên mộ tự nhiên khô héo. Hai là người chết báo mộng nói cho mình biết họ bị cái gì đó, bị ngập úng hay là mục rửa cái thân thể người ta thì mình mới cải táng. Còn ngoài ra không được cải táng bậy bạ. Thì khi mà mở cái nắp ra đó các bạn, mà thấy con rắn vàng đó, người ta gọi đó là một cái hiện tượng may mắn. Mà thấy quấn dây tơ hồng nữa, tức có nghĩa là một hiện tượng vô cùng may mắn. Nhưng mà xui một cái á, là gia đình bạn trai cũ của Lệ đó, khi mà mở quan tài thấy vậy vẫn cố tình cải táng. Bởi vì khi mở ra mà thấy con rắn vàng đó, hoặc là thấy sợi dây tơ hồng đó, lập tức đóng hòm lại hạ huyệt ngay lập tức. Không được dời xác đi. Nhưng mà gia đình lại dời đi. Tại vì người ta không biết. Người ta dời đi thì vong của người bạn trai này bắt đầu đi theo người yêu của mình. Là đi theo Lệ. Thì khi thấy Lệ một mình á, bắt đầu tiếp cận. Thì may quá là ba của người bạn là thầy Pháp mới nói rằng là nội trong đêm nay nó sẽ kết duyên âm. Cho nên là chú sẽ phải cắt cái duyên âm cho con. Bởi vì âm dương không thể tái hợp. Chú đành phải cắt và thu cái linh hồn đó lại. Khi nào con về được quê của con đó, con qua nhà người yêu con hỏi thử coi. Là cái ngày mà cải táng đó
có phải là dứt giả vô cùng, thậm chí là nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Thì nếu đúng như vậy, kêu họ ra đây chú trả hồn lại cho. Chứ bây giờ mà chú để cho nó rong ruổi đó, là nó sẽ đi tìm con. Tại vì dây tơ hồng mà đã kết được rồi đó, là cuộc đời con khổ lắm Lệ ơi. Thì chú này nói vậy, thì cô Lệ này cũng phải chăm sự nhờ vô cái người này. À, thì ba của bạn này mới làm một cái lễ để mà dụ linh hồn anh đó vô. Thì bạn biết là khoảng 2 giờ sáng anh đó anh xuất hiện. Bởi vì cái giờ đó là cái giờ âm khí anh mạnh. Anh xuất hiện thì anh bị dính vô cái bẫy đó, bị thu phục vô một cái chum mà dán phù lại. Thì sau này là Lệ thấy chuyện đó rồi đó, Lệ lập tức đi về lại chứ không ở lại chơi ở Quy Nhơn, mà lập tức về mà về chung với cái người bạn ở ngoài Quy Nhơn cho đỡ sợ. Chứ lại cũng thuận đường. À, đi về kiểu như là người ta muốn dẫn người bạn nó về miền Tây chơi lại. À, thì khi về tới đó có qua nhà bạn trai cũ. Thì khi qua đó thì nói vậy thì gia đình người ta tin liền. Người ta nói là cái ngày mà người ta quật cái mộ lên ta thấy như vậy đó. Đúng là như vậy luôn. Nhưng mà người ta vẫn đem đi cải táng qua vùng đất khác. Thì không ai dời được đi hết. Mà cái hòm tự động nó mục rửa. Thế nên nó khô ráo, nó bình thường là toàn là điều tốt không à. Nhưng mà lại đem đi cải táng. À, nó mục rửa. Và cái linh hồn nó không thấy trở về gia đình là hồi hộp. Mà gặp đủ thứ chuyện xui hết. Thì khi nghe vậy thì mới đi ra lại Quy Nhơn để mà xin hồn con mình về. Các bạn thấy một cái chuyện duyên âm mà nó phức tạp vô cùng. Bởi vì nó liên quan đến chuyện cải táng. Thật ra thì Lệ với người này có mối lương duyên. Có mối lương duyên. Nhưng mà đã lâu rồi gia đình cũng biết cho nên là tách ra. Cái dòng suy nghĩ tình yêu vẫn còn cho nên nó mới phát cái dây tơ hồng. Cái dòng hồn nó tuy nằm trong vùng đất tốt. Nhưng mà vẫn phát tâm muốn yêu Lệ. Nhưng vì không gặp lại người yêu. À, cho nên là không có kết được. Nhưng mà cái ngày đó là đúng cái định mệnh. Lệ đi ra ngoài Quy Nhơn chơi thì gia đình cải táng ở đây. Thì chuyện gia đình cải táng đâu có báo cho Lệ biết. Thì cái dòng hồn nó đi được. Cái dòng hồn nó đi được. Nhưng mà con người mà các bạn. Mình sẽ luôn gặp chuyện may mắn. Giống như Lệ đó. Nhờ ra thăm cái người bạn đó. Mà ba người ta là thầy cúng. Nghe được cứu Lệ. Chứ không cuộc đời của Lệ cũng xong rồi. Mà qua cái chuyện đó thì từ đó trở về sau đó, Lệ cũng không dám đặt tâm yêu hoài nữa. Yêu hoài cái người đã mất nữa. Mà Lệ quên đi. Mặc dù hàng năm vẫn đi qua thắp nhang cho người yêu của mình. Nhưng coi đó là một người trong quá khứ. Chỉ là một tình bạn đã qua rồi thôi. Thì Lệ kể câu chuyện này đó là để muốn cho Tân kể các bạn nghe. Để hiểu một điều rằng là tuy là người đó mất rồi. Nhưng mà hễ mình còn nghĩ người ta là người ta sẽ còn sanh tâm muốn lấy mình. Thì từ đó mà kết duyên âm thì quả đến với mình. Cho nên mong các bạn nếu như có trường hợp giống Lệ thì đừng có như vậy nữa. Để mà mình sống một cuộc sống nó tốt hơn. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye. Hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.